sản phẩm Noa hàng chính hãng của JBL thì các bác nên nhớ là bộ phân tần của nó sẽ là bộ phân tần ở là Bendix của chữ đỏ này các bác này. Đây, hiện tại thì em đang để hơi mờ. Các bác nhìn rõ chưa? Thì Noa JBL KN12 đời 2019 bên em đang có mức giá cực kỳ là hợp lý và ưu đãi để gửi đến cho các bác. Mức giá chỉ là 4.200.000 đồng thôi các bác nhé. Ok, xin chào tất cả mọi người. Chào toàn thể các bác đã quay trở lại với Hoàng Hà nhé. Và hôm nay thì bên Hoàng Hà chúng em thì sẽ lên sóng với tất cả mọi người và tất cả các bác một mẫu sản phẩm loa khá là quen thuộc. Và đây lại một trong những cái đời loa nó khá là cao gửi đến cho các bác. Hôm nay thì vẫn là những dòng loa đến từ JBL KN12 thôi, nhưng mà đây sẽ là một mẫu sản phẩm đời rất là cao các bác nhé. Như các bác đã biết thì bên em chủ yếu phân phối về những mẫu sản phẩm loa JBL KN12 đời 2016 đúng không ạ? Cùng với đó là mẫu sản phẩm loa JBL KN12 đời 2020. Hiện tại thì đời 2020 em chưa về được các bác nhé. Mấy ngày hôm nay thì các bác gọi điện và hỏi bên em đời về loa của JBL KN12 đời 2020 khá là nhiều, nhưng mà hiện tại em vẫn chưa về được. Còn hôm nay thì có một model đời loa JBL KN12 đời cũng rất là cao, đó chính là KN12 đời 2019. Và cũng thông báo luôn với các bác, hôm nay là sẽ là một cái video bên em khuyến mại cực kỳ là lớn đối với những cái mẫu sản phẩm loa đến từ JBL KN12 này. Đấy, sẽ có một cái mức giá cực kỳ là ưu đãi nhé để gửi đến cho các bác. Như các bác đã biết thì những dòng loa JBL KN12 của bên em thì hình thức của nó nhìn nó vẫn là những cái hình thức rất là nguyên bản đúng không ạ? Vẫn hình thức rất là đẹp. Đấy, đặc biệt thì những mẫu sản phẩm loa JBL KN12 thì các bác có thể để đứng như bên em như này cũng được các bác nhé. Hoặc là các bác có thể để nằm ngang ra, bởi vì đây là một trong những dòng loa các bác có thể để đứng để ngang, nó đều đưa ra cái chất lượng âm thanh rất là tốt, rất là hay. Và bát của nó sẽ là bát 30 à, đúng không ạ? Bát của loa JBL KN12 sẽ là bát 30 các bác nhé, đánh tiếng cho trống, tiếng bát của nó sẽ rất là căng, rất là chắc. Sẽ giới thiệu một chút về mẫu sản phẩm loa JBL đời 2019 các bác nhé. Trước tiên thì các bác có thể thấy không ạ, hình thức của nó này. Đấy, hình thức thì như em đã nói rồi, không khác là mấy so với những cái đời như là 2016, 2017 và kể cả đời 2020, thì hình thức của những mẫu sản phẩm loa JBL KN12 đời 2019 thì vẫn như vậy các bác nhé. Đấy, đặc biệt hình thức thì vẫn rất là đẹp. Đấy, có logo phát sáng, đây là một cái điểm cực kỳ là quan trọng này. Có logo phát sáng và chạy 3 đường tiếng các bác nhé. 3 đường tiếng, có bát, có chung và có chép. Đấy, chép của nó sẽ là chép leo các bác nhé, chép leo. Đấy, và lỗ thông hơi đây các bác này, lỗ thông hơi. Như em đã nói thì các bác có thể để đứng cũng được và để ngang cũng được các bác nhé. Còn riêng về cái dòng loa đến từ JBL KN12 của bên em thì các bác để đứng hay để ngang thì nghe tiếng chất lượng âm thanh nó vẫn rất là tốt, rất là hay. Sẽ giới thiệu một chút về phần đằng sau của con sản phẩm loa JBL KN12 đời 2019 này. Một chút nữa thì em sẽ nói về phần nội thất nhé, bởi vì ở trên đây em cũng sẽ mở luôn nội thất của mẫu sản phẩm loa JBL KN12 đời 2019 ra để cho các bác có thể tham khảo và phân tích nhé. Bởi vì bên em là một bên cơ sở bán hàng mở, nên là các bác khi mà có mua hàng thì bác được mở và kiểm tra hàng, nên là các bác rất là yên tâm. Mẫu sản phẩm loa JBL KN12 đời 2019 thì sẽ có những cái đặc điểm gì khác so với những mẫu sản phẩm đời cao và những mẫu sản phẩm đời thấp hơn? Thì thông báo luôn với các bác là đời 2019 thì vẫn chưa có phần công tắc các bác nhé. Vẫn chưa có phần công tắc đèn. Đấy, vẫn chưa có phần công tắc đèn để bảo vệ đèn đúng không ạ? Và mẫu sản phẩm này thì vẫn có số series, vẫn là Made in USA các bác nhé. Vẫn là có số series đầy đủ này. Và hai số series không bao giờ giống nhau. Đấy, đây là một cái đặc điểm hàng chính hãng mà các bác nên nhớ là số series không bao giờ có thể là giống nhau được. Và ngoài ra thì con mẫu sản phẩm này thì có thêm một cái số series nữa. Đây sẽ là cái số series của vỏ thùng các bác nhé. Đấy, bác nên nhớ này, đây là số series của thùng, còn đây là số series của cả đôi một đôi. Đấy, đây là số series của công ty người ta sẽ bảo hành cho bác nhé. Đấy, vẫn là những cái đường chân xoáy loa bằng đồng nhé. Đấy, nói chung là đây là một trong những mẫu sản phẩm loa hàng chính hãng, hàng cao cấp, nên là sẽ được làm bằng những cái phân khúc, được làm bằng những cái hình thức nó rất là tốt, rất là chất lượng đúng không ạ? Đây, vẫn là ba cái đường ốc vít ở đây, đây là ba cái đường ấy các bác nhé. Và với những cái dòng loa của JBL KN12 này thì đưa ra cái chất lượng âm thanh thì em đã nói rồi, đưa ra cái chất lượng âm thanh rất là tốt, và đời 2019 nhìn hình thức của nó thì vẫn rất là mới, vẫn rất là đẹp các bác nhé. Sẽ nói một chút về phần nội thất của con sản phẩm loa JBL KN12, bởi vì ở đây thì em đã tháo sẵn nội thất của con loa JBL KN12 ra rồi đúng không ạ? Trước tiên thì em sẽ mở cái phần bát của nó ra các bác nhé, và cho các bác xem về phân tần của mẫu sản phẩm này. Đây sẽ là cái phần bát của mẫu sản phẩm loa JBL KN12 của bên em. Đây, các bác có thể thấy không ạ? Bát JBL KN12 thì ở bên trong đây có một cái lỗ này các bác này, rất là to, đúng không ạ? JBL KN12 ở bên đây thì có mã số series đầy đủ các bác nhé. Đây là mã số series của bát. Đấy,
Và đây cũng có một mã số series nữa. Hàng này, cờ Mỹ này các bác này. Đấy, nói chung đây là một cái tem hàng đến từ USA. Đấy, dây của nó thì sẽ rất là cái dây rất là to các bác nhá. Đấy, dây này là dây đường tín hiệu rất là to. Đấy, chép đây. Cho các bác luôn xem luôn chép này. Đấy, đều có phần tem đến từ JBL các bác này và có số series, thông số cũng đã đầy đủ hết các bác nhá. Số series của con sản phẩm loa JBL K512 này. Thông báo luôn với các bác về giá của con sản phẩm loa JBL K512 nhá. Đấy, bởi vì thời lượng video có hạn thì em cũng sẽ thông báo luôn với các bác giá của mẫu sản phẩm loa JBL K512 này đời 2019. Như các bác đã biết thì những mẫu sản phẩm loa 2019 thì trên thị trường chắc cũng có một số anh em đang bán rồi đúng không ạ? Mức giá từ 4 triệu, từ 4 triệu 8, 4 triệu 9 đến 5 triệu đúng không ạ? Và hiện tại thì bên em nói ngay từ đầu là đây là một trong những cái video bên em khuyến mại cực kỳ là lớn cho tất cả các bác. Nên là sẽ có một cái mức giá cực kỳ là hợp lý nhá. Giá sẽ chỉ là 4 triệu 200 nghìn đồng về một mẫu sản phẩm loa đến từ JBL đời 2019 đúng không ạ? Một mức giá quá là đẹp, quá là tốt để cho các bác có thể là tham khảo khoa này. Đây, phần côn loa ở trong các bác nhé, côn loa bên trong này. Được chưa ạ? Từ loa đây, côn loa đây. Đưa ra cái chất lượng âm thanh loa thì rất là tốt. Và ngoài ra thì bác có thể thấy là bên trong bộ phần tần của nó nhé. Bộ phần tần của loa JBL K512 này. Đấy. Vẫn là những cái bộ phân tần có trở bén nick với nhá. Các bác nên nhớ nhé, khi các bác mua một mẫu sản phẩm loa hàng chính hãng của JBL thì các bác nên nhớ là bộ phân tần của nó sẽ là bộ phân tần của có con trở là bén nick của chữ đỏ này các bác này. Đấy, hiện tại thì em đang để hơi mờ, các bác nhìn rõ chưa? Đấy, bén nick chữ đỏ các bác nhé, các bác nên nhớ là bén nick chữ đỏ. Đấy, bên trong thì có đường dây logo này các bác này, đây phần logo này, logo để phát sáng đấy ạ. Và những con trở, những con cuộn cảng bên trong thì đều được làm từ công ty của loa của Mỹ, của JBL. Đấy, nên là các bác đưa ra cái chất lượng âm thanh của nó rất là tốt, bởi vì bộ phân tần này là một bộ phân tần hàng chính hãng của công ty các bác nhá. Đấy, mẫu sản phẩm loa đến từ JBL K512, các bác nên nhớ nhá. Hiện tại thì loa JBL K512 đời 2019 bên em đang có mức giá cực kỳ là hợp lý và ưu đãi để gửi đến cho các bác. Mức giá chỉ là 4.200.000 đồng thôi các bác nhá, một mẫu sản phẩm đưa ra cái chất lượng âm thanh rất là tốt. Còn các bác nào mà đang muốn lấy những cái mẫu sản phẩm đời thấp hơn thì em vẫn đang giữ giá là mức giá là 4.100.000 đồng bên em bao ship. Còn mẫu sản phẩm bên đây là 4.200.000 đồng các bác nhá, đời cao hơn mà giá cũng sấp xỉ nhau đúng không ạ? Nên là các bác nên nhớ nhá, đây là một trong những cái chương trình khuyến mại của bên em cực kỳ là lớn, áp dụng cho tất cả mọi người khi mà các bác đăng ký kênh của bên Hoàng Hào Audio nhá.